Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Từ Westminster, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Và hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Cà phê sáng được phát đi trực tiếp tại studio của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tây tháng 10 và chúng ta cùng đến với những bản tin dự báo thời tiết đầu tiên ngay tại các khu vực Nam California. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, quý vị thấy rằng thời tiết đã bắt đầu trở lại với những ngày lanh lạnh của mùa thu khi mà chỉ có 59 độ vào buổi sáng ngày hôm nay mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh thời tiết gọi là mức biên độ dao động cực lớn thưa quý vị. Bởi vì buổi sáng thì rất là lạnh lẽo, tuy nhiên thì vào buổi trưa ngày hôm nay nhiệt độ vẫn còn khá cao, lên tới 90 độ vào ban ngày và buổi tối sẽ giảm xuống còn đột ngột, chỉ còn dưới 59 độ mà thôi thưa quý vị. Hôm nay may mắn thay là một ngày nắng đẹp, nhưng độ ẩm trong không khí vẫn tiếp tục là một trong những mối lo ngại, bởi vì gây ra cái tình trạng đó là môi khô và dây da tay chân nứt nẻ. Tiếp tục ngày mai thứ bảy chủ nhật và đến cuối tuần sau thì chúng ta sẽ thấy được trời mùa thu lạnh lẽo trở lại khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống và giữ ở mức trung bình là từ 73 độ vào ban ngày thưa anh. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà khí hậu và thời tiết đã đưa đến cho chúng ta những cái cơn sốc trong những ngày qua là nóng, hết sức là nóng. Nhưng mà cuối tuần này thì chắc lại là không khí là trở lại ấm áp phải không? Dạ vâng, cuối tuần này là cuối tuần Halloween kính thưa quý vị khán thính giả, bởi vì chúng ta đang sát gần với ngày Halloween. Mặc dù chính xác ngày Halloween lại là đầu tuần sau, tuy nhiên đó thì tất cả những cái buổi party, tất cả những cái buổi vui chơi, lễ hội hóa trang thì đua hóa trang đều sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này. Vâng, kính thưa quý vị, trở lại một trong những sự kiện hôm qua mà chúng ta đã nói đến nhiều nhất, đó là vụ đưa ra tất cả những tài liệu sau 50 năm đã được đóng kín. Và hôm qua tất cả những người dân Hoa Kỳ đã thở phào nhẹ nhõm khi học được toàn bộ những cái số tài liệu đã được Ủy ban Ngân khố Quốc gia đưa ra. Và cho đến giờ chót thì Tổng thống Donald Trump không có một cái dấu hiệu nào ngăn chặn cái sự nghĩa là công bố một cách công khai tất cả các tài liệu này. Sự công bố này nó có những cái chấn động, những ảnh hưởng gì trong quần chúng không thưa anh Tuấn? Như quý vị cũng đã biết rằng trong những khoảng thời gian vừa qua, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng ông đồng ý cho việc giải mật tất cả những cái hồ sơ liên quan tới vụ ám sát và cũng giống như cái chết của ông cựu tổng thống John F. Kennedy. Theo như một bộ luật được ban hành ở ngay tại Hoa Kỳ này thì cứ mỗi 25 năm tất cả những hồ sơ đều phải được giải mật. Tuy nhiên thì phải bên phía chính quyền người ta cho phép được giữ lại một số những cái hồ sơ. Thì ở trong một tuần vừa qua, Tổng thống Donald Trump làm rất lớn cái vụ này. Tuy nhiên thì vào ngày hôm qua, tức là 26 tháng 10, vâng, khi được giải mật, thì hoàn toàn không thấy có bất kỳ một thông tin nào mới mẻ ngoài những thông tin đã được công bố vào những năm 1964 trước đó. Kính thưa quý vị, Bộ Văn hóa Quốc gia của Hoa Kỳ tối qua đã chính thức công bố hồ sơ mật vụ ám sát Tổng thống Kennedy được giải mật trên trang mạng của Bộ. Sau khi đã được Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho phép công bố, tuy nhiên còn giữ lại một số phần được cơ quan FBI và CIA đề nghị duyệt xét thêm một lần nữa trong vòng 180 ngày. Điều đó có nghĩa là trong 6 tháng nữa, nếu cái sự duyệt xét này được chấp thuận thì toàn bộ tất cả những hồ sơ của Tổng thống Kennedy sẽ được đưa ra. Trước khi có thể nói rằng đây là một trong tiến trình giải mật hoàn toàn, thay vì có 3.000 hồ sơ được giải mật và công bố thì tối hôm qua Bộ Văn hóa Quốc gia chỉ công bố 2.891 tài liệu với khoảng vài trăm ngàn trang từ nhiều năm điều tra xung quanh vụ ám sát Tổng thống Kennedy.
Tất cả mọi người trên thế giới đều có thể vào trang mạng của Bộ Văn phối của Chính phủ Hoa Kỳ để tải xuống toàn bộ tài liệu, được chia ra thành 134 trang, với mỗi trang chứa 50 tài liệu và được xếp hạng thành cái dạng là gọi là PDF để có thể dễ dàng chúng ta đọc được. Căn cứ theo một cái bộ luật của Hoa Kỳ vào năm 1992 do Tổng thống George W. Bush ký ban hành vào, thì 25 năm sau toàn bộ các phần còn giữ kín lại phải được giải mật, nhưng vẫn còn tùy thuộc quyết định cuối cùng của Tổng thống đương nhiệm. Và đúng ngày 26 tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã quyết định đồng ý để giải mật tất cả các hồ sơ còn lại. Kính thưa quý vị, trên thực tế thì có đến 88% hồ sơ đã được công bố và 11% còn cũng vẫn giữ giải mật. Và trừ một số phần tế nhị được xóa bỏ thì chỉ có 1% còn lưu giữ bí mật mà thôi. Tổng thống Kennedy đã bị ám sát vào ngày 22 tháng 1 năm 1963. Một tuần sau thì Tổng thống Lyndon Johnson, là người vị phó Tổng thống kế nhiệm ông, đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt. Ủy ban này có tên là Warren và được công bố vào tháng 9 năm 1964. Họ đã công bố rằng cho thấy rằng các phát đạn được bắn ra từ cửa sổ lầu 6 ở phía đông nam của một tòa nhà ở Dallas, và cuộc điều tra khẳng định Lee Harvey Oswald là hung thủ duy nhất và không có bằng chứng Jack Ruby tham gia âm mưu vào cái cuộc bắn này. Kính thưa quý vị, sau Lee Harvey Oswald bắn Tổng thống Kennedy ở lầu 6 thì ông ta đi xuống, và liền sau đó thì anh chàng Jack Ruby đã tìm tới kiếm và đã đưa tay ra hạ thủ bắn Harvey Oswald. Năm 1968, một hội đồng 4 bác sĩ đã kết luận về các hồ sơ y tế của Ủy ban Warren, và năm 1975, Ủy ban Rockefeller đã thông tìm thấy bằng chứng đáng tin rằng CIA có liên quan đến vụ ám sát của Tổng thống Kennedy. Năm 1979, thì Ủy ban về các vụ ám sát của Hạ viện Hoa Kỳ lại ủng hộ và kết luận Ủy ban của Warren, nhưng nói khả năng này khá cao là có hai tay súng bắn vào Tổng thống Kennedy. Vào năm 1992 thì Quốc hội thông qua luật nói 5 triệu trang hồ sơ về vụ ám sát phải được chuyển về kho tư liệu quốc gia, và rằng tất cả phải được công bố sau 25 năm. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy không ngừng tạo ra các thuyết âm mưu và có không ít chỉ trích về cách chính phủ Hoa Kỳ đã hành xử sau khi Tổng thống Kennedy bị bắn. Một trong những nhà báo danh tiếng của Mỹ là Philip Shannon, tác giả cái cuốn A Crew of Shocking Arts, The Secret History of the President Kennedy, đã cho rằng đa số người Mỹ tin rằng có một cái sự che đậy nào đó từ phía các cấp cao nhất của chính giới Hoa Kỳ. Và Ủy ban Warren nói rằng khẩu súng của Lee Oswald bắn ra từ kho sách trên đường xe Tổng thống đi qua. Nhưng các phúc trình sau đó đã nói không loại trừ vụ khả năng có tay súng thứ hai. Họ tin rằng chính quyền không nói hết sự thật. Kính thưa quý vị, đó là những gì ngày hôm qua tất cả những người dân Hoa Kỳ mong đợi, chờ đợi tin tức về vụ ám sát của một vị tổng thống có thể nói là tài hoa nhưng lại bạc mạnh. Gia đình ông là một trong những cái gia đình có rất nhiều người tham dự chính trường, và sau khi ông bắn thì những năm sau người em trai của ông là ông Robert Kennedy với tư cách là bộ trưởng tư pháp, và sau đó trở thành một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang New York trong một cái cuộc vận động tại Los Angeles cũng đã bị bắn chết. Và người em kế của ông đó là thượng nghị sĩ Edward Kennedy, một trong những người có nhiều tai tiếng trong cái vụ mà lật xe ở tại Massachusetts, cũng ra đi. Và đây là một trong những cái gia đình có nhiều, có thể nói là tiếng tăm nhất trong chính giới Hoa Kỳ, từ ông bố đã từng là một vị đại sứ Hoa Kỳ tại Anh, thưa anh Tuấn. Trong cùng lúc đó thì ngày hôm qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một gói ngân sách mở đường cho hàng loạt những cái gọi là cải cách thuế trong những khoảng thời gian sắp tới, thưa quý vị. 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, đó là kết quả được đưa ra, là một con số rất là khích khao. Tuy nhiên thì đã có những cái ý kiến thuận chiều cũng giống như là trái chiều trong cái chuyện mà Hạ viện thông qua các khoản ngân sách trong năm tài khoá sắp tới, bởi vì đây là một trong những cái bước đường để mà bắt đầu dọn đường cho việc cải cách thuế. Đa phần theo như bản tin và những số liệu của bên phía CNN người ta công bố đó, thì đa phần là những người thuộc giới trung lưu đó, họ nghĩ rằng kế hoạch cải cách thuế của bên phía Đảng Cộng hòa là giết chết cái bộ luật thuế, và cũng giống như nó không có lợi cho bên phía người dân của Hoa Kỳ. Anh nghĩ sao ạ? Vâng, kính thưa quý vị, hàng triệu người ở tầng lớp trung lưu sẽ cảm thấy nếu mà GOP, tức như là Đảng Cộng hòa, giết chết cái mức thuế này.
Theo như lời bà Jean Saadi vào ngày 26 tháng 9 năm 2017, thì những người Cộng hòa, nghĩa là những người thành viên của Đảng Cộng hòa, có thể cố gắng loại bỏ một khoản khấu trừ thuế giúp nhiều người trong tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, họ đang cố gắng làm sao cho những tầng lớp trung lưu được thích hợp và không phản đối lại cái vấn đề cải cách thuế này bằng cách khấu trừ một vài cái loại thuế. Việc khấu trừ thuế của tiểu bang và địa phương là một trong nhiều lần cắt giảm thuế được xem xét ở Washington như là một cách để bù đắp chi phí cắt giảm thuế mà Đảng Cộng hòa đang đề xuất từ anh Tuấn. Việc cắt giảm thuế cho phép các nhà đóng thuế khấu trừ các khoản khấu trừ thuế tài sản của họ cũng như các khoản thuế thu nhập tiểu bang và địa phương của họ hoặc các khoản thuế doanh nghiệp thu nói chung, thưa anh Tuấn. Nhà thương thuyết về thuế của Đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng họ muốn cải cách thuế như thế nào để giúp đỡ tầng lớp trung lưu, vì họ lưu ý rằng các hộ có thu nhập cao có xu hướng đã được hưởng nhiều lợi hơn qua cái vấn đề cải cách thuế này. Nghĩa là nói tóm lại, cái vấn đề cải cách thuế có nhiều cái xu hướng cho những người có lợi tức cao có lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Đảng Cộng hòa hiện nay đang cố gắng từng phần một và vất vả cái vấn đề khấu trừ thuế tại tiểu bang cũng giống như thành phần điều ở đại địa phương để giúp cho tất cả các tầng lớp trung lưu có đủ cái cơ hội và có thể họ tán đồng với vấn đề cải cách thuế này, thưa anh Tuấn. Những nhận xét của những nhà làm kinh tế đó thì họ nói rằng cái sự thật của việc cải cách thuế có thể là với lý do đó là gia tăng công ăn việc làm bằng cách giảm thuế. Tuy nhiên, nhưng thực sự ra đằng trong bên sông đó, đó là chỉ là làm cho người giàu giàu thêm và phân chia ra cái toàn bộ những cái giai cấp và hoàn toàn không có lợi cho những người ở mức trung lưu và những người có mức thu nhập thấp. Thật sự thì đến bây giờ cũng chưa hẳn là tất cả những cái sự mà gọi là phê phán về vấn đề luật thuế này đã được đưa ra một cách công khai. Tuy nhiên tất cả những cái dư luận đều cho rằng là hiện nay Đảng Cộng hòa đang cố gắng bằng mọi cách để làm sao cho những người trung lưu ở thành phần trung lưu có được những cái lợi tức qua vấn đề gọi là tax reform này. Bên cạnh đó thì tất cả những người gọi là doanh nghiệp và những người có thể nói rằng là cái phần tài sản của họ gắn liền với doanh nghiệp của họ nhiều nhất thì họ được hưởng lợi nhiều, với mục đích là Tổng thống Donald Trump và những thành viên của Đảng Cộng hòa được ông khuyến cáo hy vọng rằng tất cả những cái công ăn việc làm, những cái doanh nghiệp đó càng ngày càng trở về lại Hoa Kỳ, sinh hoạt tại Hoa Kỳ, và qua những cái dự kiện gọi là mức thuế thấp xuống thì họ có thể mướn công nhân nhiều hơn, và mướn công nhân nhiều hơn thì cái vấn đề công nhân làm cũng lại tự đóng thuế vào, và cái điều đó có thể bù đắp về vấn đề ngân sách thâm hụt hiện nay mà Hoa Kỳ đang phải đối phó. Chúng ta chờ xem tất cả những cái vấn đề gọi là tranh luận về vấn đề thuế sẽ được diễn ra tại Thượng viện cũng như tại Hạ viện, và chúng ta chờ xem tất cả những cái lời đồn đại, những cái sự phân tích và có tính cách có thể nói rằng một số chống đối về vấn đề cải tổ thuế và một số thì lại ủng hộ. Nhưng quý vị biết tất cả những cái đường lối của Đảng Cộng hòa thì họ luôn luôn giảm thuế, và Đảng Dân chủ thì họ muốn tăng thuế để làm sao. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đặc biệt là vấn đề doanh nghiệp, thưa anh Tuấn, đó là một trong những sự kiện mà người ta nói đến rất nhiều. Quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.